Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, đế chế Điện Quang bị đánh gục, gia đình bà hết lường thoát Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng dụng từ nghiêm trị để thể hiện sự quyết tâm của chính quyền Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nghiêm trị thường dân, chứ với quan chức thì luôn rất lỏng lẻo Cho tới nay, rất nhiều trường hợp quan chức bỏ trốn ra nước ngoài Và mới đây là vụ bỏ trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng là một cựu thứ trưởng Bộ Công Thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng, cũng là một trường hợp bỏ trốn trước khi có tin bắt giữ. Bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, trong khi đó, người thân của bà ở lại Việt Nam vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Bóng đèn Điện Quang. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa, người đã bỏ trốn từ năm 2000. Có thể nói, Bóng đèn Điện Quang là đế chế một thời của cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, từng là một trong những doanh nghiệp một top hàng đầu của ngành thiết bị đèn chiếu sáng. Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Thay vào đó, từ tháng 5 năm 2010 đến nay, em trai ruột của bà là ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Cùng với đó, con gái cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là bà Nguyễn Thái Nga hiện nay là thành viên hội đồng quản trị phó tổng giám đốc của công ty bóng đèn Điện Quang. Có thể nói công ty này giống như là công ty nhà của bà cựu thứ trưởng vậy. Và cho tới nay, công ty bóng đèn Điện Quang đã dính tới pháp luật. Được biết vào ngày 21 tháng 5, thông tin được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 4, lực lượng nhiệm vụ Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một số công nhân xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang đang thực hiện hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định. Đây là hình ảnh công ty điện quang đang bị quật. Gây hại môi trường là vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Các công ty nước ngoài tha hồ hối lộ cho các quan chức để họ được xả thải không qua xử lý Chứ hầu hết họ không đầu tư hệ thống xử lý nước thải bài bản rất tốn kém Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đều gần như thế cả Vấn đề là chính quyền muốn nhắm vào ai để triệt hạ mà thôi Lần này chính quyền đã nhắm vào công ty của dòng họ, bà cựu thứ trưởng, bộ công thường Và việc chính quyền tóm cổ công ty này thì ác thẳng lãnh đạo khó mà thoát tội vì thế rất có khả năng là người nhà của bà cựu thứ trưởng Bộ Công Thương cũng sẽ dính vào Đứng về mặt pháp luật thì có thể nói chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý những doanh nghiệp phá hoại môi trường là thỏa đáng Tuy nhiên đứng ở khía cạnh đấu lá lẫn nhau trên chính trường thì đây cũng là một bài học cho những người chạy trốn Nó là một cú đòn tiếp theo và cần phải cắt hết mọi sự liên hệ của người thân trong các tổ chức kinh tế, nếu không thì sẽ có ngày liên lụy. Đây là hình ảnh người nhà của bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Hồ Quỳnh Hưng, em bà và Hồ Thị Kim Thoa và hai é nữ Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê. Bà Hồ Thị Kim Thoa trước khi đi đi đã chuyển hết số cổ phần lại tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang với bà chỉ nắm cổ phần tượng trưng. Tuy nhiên không tịch thu được tài sản của bà Thoa thì chính quyền có thể có cách khác. Rất nhiều lý do để đánh vào đế chế của bà Thoa và Đảng Cộng sản là một chiêu mà không bao giờ họ bỏ. Đấy là khi họ muốn đánh ai thì họ luôn nhắm vào cơ sở kinh tế của người đó. Ví dụ, nếu một cá nhân nào mà chính quyền ghép vào tội phản động thì công an sẽ tấn công vào nơi mà người đó làm việc để chủ doanh nghiệp sa thải đối tượng. Hoặc ai đang ở trọ thì họ sẽ tạo áp lực để chủ phòng trọ đuổi đối tượng này ra đường. Đấy là chiêu bài rất đặc trưng không lẫn vào đâu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng việc bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn thì cơ sở kinh tài của bà Thoa sẽ là đối tượng để chính quyền tấn công cũng là điều dễ hiểu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Quyết đã quật ngã 5 đồng chí, điểm mặt từng người. Vụ án Trịnh Văn Quyết không phải là vụ án đơn giản, bởi nếu chỉ một mình chủ doanh nghiệp thì không bao giờ tự mình làm nổi. Việc bán chui, chót lọt một lượng lớn cổ phiếu thu lợi hàng trăm tỷ đồng phải có sự tiếp tay của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên quản lý ngành chứng khoán ở đây. Thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay nát như tường. Với hàng loạt chính sách được áp dụng để ngăn cản hiện tượng bong bóng, đấy là hậu quả, còn nguyên nhân là do đâu là câu hỏi đang được đặt ra. Đó là do những con người nắm quyền sinh quyền sát của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ Ủy ban chứng khoán nhà nước cho đến hai sở giao dịch chứng khoán ở hai thành phố lớn nhất của đất nước. Đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Ông Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Mục đích kỳ họp này là quyết định thi hành kỷ luật và khai trừ ra khỏi đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Song song với việc đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Thêm vào đó là cảnh cáo của ông như Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Như vậy là tổng cộng đã có 5 người bị kỷ luật về mặt Đảng. Đây là hình ảnh hai trong 5 người bị kỷ luật đó là Lê Hải Trà và Trần Văn Dũng. Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 13 diễn ra từ 28 đến 31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trần Cẩm Tú kết luận rằng: Đảng ủy, cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước có nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán để một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật thao túng thị trường thù lợi bất chính trong kết luận có hai điểm chính thứ nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của thao túng thị trường thù lợi bất chính hầu hết những ai bị kết luận là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ đều có kết quả là bị sổ khám. Còn tội thao túng thị trường, thu lợi bất chính chẳng qua là tội giúp cho Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu để chia chác món lợi bất chính mà thôi. Rõ ràng là bởi Trịnh Văn Quyết phạm tội mà kéo theo năm quan chức ngành chứng khoán Việt Nam cũng ngã nhào. Hiện nay Trịnh Văn Quyết đang ở trong tù và được cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an lấy lời khai từng lời khai của Trịnh Văn Quyết sẽ hạ từng người, từng người một trong đội ngũ quan chức của nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú, nhân vật mà nhiều quan chức rất sợ hãi. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước tham nhũng. Hầu hết các quan chức đều có tư tưởng ăn chia trục lợi mà không sợ toán lương tâm gõ cửa. Bởi hầu hết trong số họ chỉ có lòng tham chứ không hề có lương tâm hiện nay chỉ mới có 5 quan chức bị kết luận là dính chàm. Tuy nhiên, danh sách sẽ không dừng lại ở đó nếu phanh phui rộng hơn nữa. Bán chui cổ phiếu thu lợi bất chính đến 500 tỷ thì không thể nào Trịnh Văn Quyết ăn một mình. Cũng phải lót cho quan chức từ trên xuống dưới thì thương vụ mới chót lọt. Với 500 tỷ, không ít người sẽ dính vào vòng lao lý và đoàn tụ với ông Trịnh Văn Quyết trong tù hoặc gặp Trịnh Văn Quyết tại tòa khi tòa cho xử vụ án lớn này